Ở đây chúng ta đang học về một loạt những cái pháp bất thối, tức là điều kiện tu học cá nhân và cũng là cái điều kiện củng cố tăng đoàn. Thì các pháp bất thối được Đức Phật chia thành từng nhóm, thì hôm nay chúng ta học nhóm thứ năm, có nghĩa là gì cái ý nghĩa, cái giá trị của mỗi nhóm hoàn toàn giống nhau, chứ không phải là nhóm nào hay hơn nhóm nào thì không. Mà ngài cho chúng ta nhiều cái cách nói khác nhau, chỉ vậy thôi, nhớ dùm cái đó, nhiều cách nói khác nhau, chứ còn cái giá trị, cái tác dụng tu học thì y hệt như nhau. Sáng nay chúng ta học về cái nhóm thứ năm, có nghĩa là ngài dạy rằng cho đến bao giờ mà từng cá nhân các tỳ kheo tu tập 7 cái phép quán niệm nha, chữ Sanya đây tôi dịch là quán niệm, tu tập 7 cái pháp quán niệm sau đây đó, thì gọi là bản thân vị đó có hy vọng chứng đạo giải thoát đã đành. Và cái sự tu tập cá nhân ấy cũng là cái điều kiện để củng cố cái sức mạnh của tăng đoàn, kéo dài cái tuổi thọ chánh pháp, giúp cho chánh pháp thêm cái thời gian tồn tại ở đời. Thì trước hết chúng ta bàn về cái chữ Sanya này trước. Đấy, cái chữ Sanya này đây. Ở đây tôi dịch là quán niệm là sao? Tôi nói rất là nhiều lần, cái chữ Sanya này nó có nhiều nghĩa nha, nó có nhiều nghĩa. Ở đây chúng ta có ba trường hợp. Cái Sanya đây thông thường được dịch là, theo cái bản Hán là tưởng. Tưởng thì có ba cái tưởng, một là dục tưởng, hai là thiền tưởng, và ba là quán tưởng. Không, dục tưởng là gì? Dục tưởng tức là tất cả những cái quan niệm, những khái niệm, những ý tưởng, quan niệm, khái niệm, ý tưởng, những cái tưởng tượng của chúng ta về cái thế giới vật chất nói riêng và về cái cuộc đời này nói chung. Những cái khái niệm, những cái quan niệm mà nó làm cái nền tảng cho cái nhận thức, cảm xúc của chúng ta đối với cuộc đời này, bằng cái sự thương, thích, ghét, sợ, thì đó được gọi là dục tưởng. Nhớ nha, ví dụ như bây giờ tôi bước vào một cái vườn hoa mà tôi phân biệt được đây là hoa hồng, hoa lại, hoa nhài, đây là hoa cúc, đây là hoa lê dân, tược dược, cẩm chướng. Tôi biết đây là chiếc xe, đây là cái nhà, đây là người nam, đây là nữ, già trẻ, đẹp xấu, trắng đen, cao thấp, mập ốm, không? Những cái nền tảng đó nó được chúng sinh phàm phu khai thác tận dụng triệt để, để mà thích cái này, để mà ghét cái kia, thì nó được gọi là dục tưởng. Không, cũng là cái chén, mà cái chén này là chén xưa, chén này là đồ cũ, cũng cái chén, mà cái chén này nó là đồ cũ, cái chén này nó là đồ cổ, cái chén này chén sành, chén sứ, chén đá, chén bằng mủ, chén bằng gỗ. Không, ở trong nước mình chẳng có biết đó, ở Âu Mỹ có chén gỗ nữa, có chén gỗ, đặc biệt là Ý, Ý, Ý và Tây Ban Nha nó có cái chén gỗ mà nó bằng gỗ ô liu, rất là đắt tiền. Thì khi mà mình quan sát thế giới bằng những cái ý niệm, bằng cái những cái ý niệm giả lập, bằng những cái giả niệm, bằng những thái khái niệm, những cái định kiến, thành kiến, để mà thích cái này, để mà ghét cái kia đó, thì người ta được gọi là dục tưởng. Không, đây là cái thứ hai là thiền tưởng. Thiền tưởng là sao? Một cái người mà không có biết chán sợ, không có biết chán sợ, không biết chán sợ cái sanh già đau chết, còn tìm cái để mà thích, để mà ghét trong cái cuộc đời phù du này này, thì họ cứ chìm sâu ở trong cái dục tưởng. Nhưng mà nó có một số ít chúng sanh họ không có muốn tiếp tục hưởng thụ ở trong cái thế giới vật chất nữa, họ mới chuyên tâm thiền định. Tôi nhắc lại nha, đối với người sống u mê
đam mê đắm đuối trong trần cảnh dục trần ấy, thì thế giới này nó có vô số, cái chữ vô số là tôi gạch dưới, vô số thứ, có nghĩa là con số tỷ không có đủ với họ, mà phải nói là vô số. Thế giới này nó có vô số thứ để mà họ thích hay ghét. Nhưng mà đối với cái hạng thứ hai này, là cái hạng mà chán sợ sanh tử hoặc là chán sợ cái đời sống vật chất ấy, thì họ chuyên tâm tu tập thiền định, thì cái vô số cảnh trần lúc bây giờ được họ gom gọn lại còn có 10 thứ thôi. Gom gọn có 10 thứ thôi. Đó là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng là 8, cộng với hư không, ánh sáng là 10. Có nghĩa là họ ăn rồi họ chỉ tập trung có bao nhiêu đó, họ cứ niệm đất, 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 nước, 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 lửa, 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 gió, 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 xanh, 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 vàng, 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 đỏ, 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 trắng, 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 hư không, ánh sáng, à, tất cả là họ chỉ tập trung có 10 đó, 10 cái thứ đó thôi. Vô lượng thứ, vô lượng cái thứ vật chất ở trong vũ trụ, vô lượng, vô số, họ chỉ tập trung có 10 thứ này thôi. Thế giới này đối với họ chỉ có 10 thứ này thôi. Thì cái đó được gọi là thiền tưởng, tức là các đề mục để tu thiền ấy, nói rộng là 40 mà nói hẹp thì tôi chỉ nói có 10 đề mục Kasina thôi. À, thì gọi là thiền tưởng, cái này nó hơi trừu tượng nha, đặc biệt là những người sơ cơ chưa học Phật pháp thì nghe này thấy thấy hơi kỳ, nhưng mà tôi tìm cách để mà cho quý vị dễ nuốt. Tức là cái hạng thứ nhất, cái hạng này chiếm 99% trong chúng sinh, 99,9%, có nghĩa là chỉ sống trong dục tưởng thôi. Sanh là thấy cái họ cũng quan niệm xanh vàng đỏ trắng, nhưng mà quan niệm họ họ đối họ đó, có màu xanh có màu vàng để mà thích để mà ghét. Còn cái hạng thiền tưởng đó, đối với họ cũng có màu xanh cũng có màu vàng, nhưng để mà tập trung tư tưởng nha. Để tập trung tư tưởng, ví dụ như đất, họ để miếng đất trước mặt họ niệm, niệm đất, 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 niệm đất, một lúc nào đó họ nhắm mắt lại họ vẫn thấy cái miếng đất nó nằm trước mặt họ với tất cả những chi tiết rõ ràng. Và nếu tiếp tục họ niệm nữa, họ sẽ đắc thiền và chứng thần thông với cái đề mục đất đó. Lúc bên đó thí dụ như họ nhìn cái mặt nước, họ chỉ nghĩ trong bụng, họ nghĩ rằng là thành đất đi, thì lập tức cái mặt nước nó thành đất, mà thành đất cho họ, thế là họ đi trên nước được. Hoặc là bây giờ họ muốn đi qua một khoảng cách ngàn dặm, họ chỉ nghĩ là hãy có mặt ở đó đi, là họ sẽ có mặt ở đó, họ sẽ có mặt ở cái chỗ họ muốn. Cái tốc độ ánh sáng lúc bây giờ đó với họ nó không là vấn đề nữa. Đương nhiên cái chuyện này không có học giáo lý và không có tu tập thì nghe nó phong thần lắm, không? Tôi rất là ngại phải nói sâu về chuyện này, cho nên tôi nói nhẹ nhẹ thôi, nói sơ sơ, có nghĩa là cái hạng người mà chán dục, họ chỉ tập trung vào các đề mục. Thì có người thì họ thích luyện thần thông, không? Còn có người thì họ chỉ muốn có cái khả năng tập trung tinh thần để mà không có phải sống ở trong cái phiền não nữa. Mà khi phiền não vắng mặt thì đương nhiên họ được an lạc. Sẵn ở đây tôi cũng nói hơi xa một chút, cái khổ của chúng ta đời này đó, nó nằm ở cái nhìn của mình về cuộc đời, cái cách nhìn, cái thái độ của mình đối với cuộc đời nha. Vì có phân biệt để mà thích để mà ghét cho nên nó mới ra cái khổ, không có được cái mình thích đó là khổ, phải chịu đựng cái mình ghét đó là khổ. Có người tu thiền họ thấy cái đó họ chán, bây giờ họ không còn đi hướng tới cái chuyện thích chuyện ghét nữa, mà chỉ tập trung tư tưởng thôi. Bây giờ họ tập trung như vậy họ không còn thích ghét, tức là không còn dục truyền cái và sân truyền cái. Nhớ nha, thì khi mà không có thích ghét thì cái lòng nó nhẹ lắm, mà cái này phải là người hành giả tu tập mới tin cái chuyện này, chứ không thì khó bề mà tin chuyện này lắm. Các vị nghĩ rằng phải có chăn êm nệm ấm quần là áo lụa, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con ngoan, chồng giỏi thì nó mới hạnh phúc chứ, nhưng mà không, cái đó là một cái hiểu sai. Cái hiểu đúng là cái người không còn cái gì để thích và ghét nữa, cái người đó mới là hạnh phúc. Mà nó bất hạnh một chỗ là thời nay cái nhận thức đó rất khó được chấp nhận, rất khó được chấp nhận, không? Rất khó được chấp nhận. Sự thật đó là như vậy, không? Cái hạnh phúc gọi nó là cao cấp nhất mà tiện lợi dễ kiếm nhất mà tốt đẹp mà đem lại quả lành, chính là cái thứ hạnh phúc mà của cái người ly dục, cái thứ hạnh phúc của cái người không có đi tìm cái để thích, không tìm cái để mà ghét. Cái hạnh phúc đó mới là chân hạnh phúc. Đây. Còn hạnh phúc mà nói hơi nặng nha, cái hạnh phúc của cái người mà thiếu trí ấy, không? Thì nó tập trung ở chỗ là có được cái mình thích và né được cái mình ghét, thì đó là hạnh phúc. Mà hãy còn vật lộn với cái thích và ghét ấy,
thì cái hạnh phúc của mình rất là mong manh. Bởi vì có ai trên đời này mà toại nguyện được những cái mình thích và né được thành công những cái mình ghét. Mình ghét 100 thứ mình né được bao nhiêu, người nè, cảnh nè, vật, thời tiết, khí hậu, thực phẩm, lặp 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 lại cái thứ mình ghét nó có vô số và mình né được bao nhiêu, rồi cái thứ mình thích có vô số mà mình có được bao nhiêu. Thế là cái thứ hạnh phúc mà nó dựa trên thích và ghét đó, cái thứ hạnh phúc đó rất là mong manh. Trong khi đó cái thứ hạnh phúc của cái người không còn thích ghét nữa đó, nó bền hơn mà nó là đẹp hơn. Có nghĩa là cái thứ hạnh phúc đó là hạnh phúc của người mà ly dục, cái thứ hạnh phúc của người hưởng dục càng hưởng càng đọa, còn cái hạnh phúc của cái người mà ly dục xa phiền não đó, cái hạnh phúc, cái an lạc đó nó càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Cho nên cái hạng chúng sanh đầu tiên là sống trong dục tưởng, cái hạng chúng sanh thứ hai là sống trong thiền tưởng, nhưng mà không chưa đủ, dầu có chứng thiền, có đắc thần thông, có về phạm thiên hết tuổi thọ cũng rớt trở về cái đơn vị gốc, đó là cõi người, đó là cõi dục, tiếp tục sa đọa làm chó, làm heo, làm côn trùng, phải không? Cái thứ ba mới là đặc biệt, cái thứ ba là rốt ráo là cái quán tưởng. Cái quán tưởng này có nghĩa là cái nhận thức, cái khái niệm của cái người tu tập tuệ quán. Họ chỉ ghi nhận đây là hơi thở ra, đây là hơi thở vào, hay đây là tâm tham, đây là tâm sân, đây là vô, đây là khó chịu, đây là cảm giác dễ chịu, đây là thọ hỷ, đây là khổ, đây là thọ lạc. Đó, cái đó cũng gọi là tưởng. Tại sao gọi là tưởng? Là bởi vì buổi đầu khi chưa chứng thánh, khi mới tu tập, mình phải hoàn toàn sống bằng cái khái niệm của trí văn, văn tư và tu. Các vị có nhớ ba tứ trí đó không? Thì buổi đầu khi mà chưa gì hết là mình phải hoàn toàn dựa vào trí văn. Mình học mình biết ở đây là tham nè, tham nó như vậy nè, mặt mũi nó như vậy nè, sân, ganh tị, bủn xỉn, nhỏ mọn, toan tính, không? Mình ghi nhận đây là cảm giác đau đớn, thân đang đau đớn, thân đang khó chịu, biết rõ. Tâm nó đang giận, tâm nó đang sân si, tâm nó đang buồn chán, biết rõ, biết rõ. Thì cái đó gọi là quán tưởng. Thì như vậy tưởng ở đây nó nghĩa là những cái khái niệm, nó là concept, nó là idea, và nói rộng ra tất cả những cái experience, experiment, knowledge, tất cả đều là tưởng hết, sẽ nhà hết. Nhưng mà nó chia ra ba cấp: dục tưởng, thiền tưởng và quán tưởng. Nhớ nha, nhớ cái đó. Và khi mà chứng thánh thì mình vượt ra khỏi cái tưởng, có nghĩa là mình nhìn thẳng vào nó, mình không thông qua những kiến thức như hồi bây giờ nè, mình biết đây là tâm tham tâm sân, nhưng mà cái tham sân này là do mình học mình biết, mình thấy đây là vô thường, hồi nãy nó không phải như vậy mà bây giờ nó là như vậy, mình biết nó là vô thường. Nhưng mà cái cảm nhận này, cái ghi nhận, cái hiểu biết, cái nhận thức này nó cũng dựa trên nền tảng kiến thức của mình, nhưng mà dĩ nhiên rất tốt, rất rất tốt, chẳng những tốt mà nó là cần thiết nữa, tối yếu, không? Nhưng mà nó không phải là đỉnh cao, nó phải là rốt ráo. Rốt ráo là một ngày nào đó mình thấy cái vô thường đó nó là khổ đấy. Mình thấy mọi thứ ở đời này đều là vô thường. Nhớ nha, gặp từng nhớ từng câu nha. Mọi thứ ở đời này đều là vô thường. Mọi thứ tồn tại đều diễn ra trên cái sự thay đổi, đắp đổi, cái này nhường chỗ cho cái kia. Mà mọi cái vô thường nó đều là khổ đấy. Sự đam mê trong bất cứ cái gì đều là tập đế, mọi hiện hữu đều là khổ. Đam mê bất cứ cái gì cũng là đam mê trong khổ, và đam mê trong khổ là đầu tư một cái khổ mới, một cái khổ khác đó. Lúc đó là dạy cùng một lúc hiểu rằng mọi thứ đang vô thường, cái tâm này đang vô thường, cái vô thường này nè nó là khổ đế. Bất cứ đam mê nào trong khổ đế đều là tập đế, tức là con đường tạo ra cái khổ khác. Cái nhận thức đó nó mới giúp cho mình dứt trừ phiền não, chứng thánh, không còn sanh tử, không? Nhưng mà cái thấy đó, bây giờ tôi nói các vị nghe bằng cái nhận thức của một cái người phàm phu, ngôn ngữ phàm phu. Nhưng mà khi chứng thánh thì lúc giờ cái hiểu các vị đó, nó rời xa những gì, nó lìa hẳn những gì quý vị đang nghe tôi nói. Tôi nhắc lại một lần nữa nha, các vị chưa từng biết cà phê là gì hết, các vị chỉ nghe diễn tả thôi. Người ta lấy hạt cà phê, người ta phơi khô, người ta rang, người ta sấy, xong người ta xay nó ra,
người ta pha chế nó, mà cái vị chủ nữa nào. Tôi tả làm cách nào thì tôi nói thôi, thì nó giống giống như gạo rang, nó giống như bắp rang, nó giống như đậu rang vậy đó. À, mà nó cái màu nó đậm hơn tí, thì tôi chỉ tới đó thôi, chứ bây giờ tôi hỏi chứ quý vị chưa, quý vị chỉ uống gạo rang, đậu rang, bắp rang chứ có vị chủ cà phê, thì bây giờ tôi làm sao tôi nói đây. Thế là tôi cũng chỉ gượng gượng tôi nói vậy. Nhưng mà may này khi mà các vị uống một ly cà phê rồi thì các vị mới hiểu rằng cái nỗi khổ của tôi ngày xưa tôi đã khó khăn cỡ nào khi mà tôi diễn tả cái hương vị, cái mùi vị của cà phê, thấy không? Ừ. Đại khái như vậy. Vậy nãy giờ tôi đánh một vòng để tôi giải thích một cái chữ tưởng ấy. Đấy, tưởng tưởng này có nghĩa là cái quan niệm, khái niệm, nhưng mà trong trường hợp này đây có nghĩa là quán niệm. Quán niệm thì tôi nhắc lại lần nữa, mình sống trong hễ còn là phàm thì mình còn phải sống ở trong cái giả niệm. Đấy, còn giả niệm có nghĩa là còn những cái khái niệm định đặt, áp đặt, giả lập, giả danh. Nhưng có một điều, có một điều thế này, xưa giờ đó là mình sống trong những cái ý niệm mà cũng giả nhưng mà nó hoàn toàn có hại không có lợi gì hết. À, cái này nó chua, cái này nó ngọt, cái này nó đắng, cái này nó cay, cái này tím, cái này xanh, cái này vuông, cái này tròn, cái này chữ nhật, cái này hình bình hành, cái này hình thang, hình đa giác, hình nón, hình lăng trụ, lặp 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 lặp. Đây, nam nữ đực cái trống mái. Còn bây giờ thì mình dẹp hết tất cả những khái niệm này, mặc dù mình vẫn sống bình thường như mọi người bình thường nha, vẫn biết phân biệt lái xe, vẫn biết đây là lề trái, đây là lề phải, chúng thôi lên trên xa lộ mình cứ quán danh sách là nó đụng cho sặc máu nha, vẫn sống bình thường như mọi người, nhưng luôn luôn hiểu rõ rằng đây là giả niệm. Ta đang sống trong thế giới giả lập thì phải sống bằng giả niệm. Còn cái thật của thế giới này nó chính là cái gì? Chớp tắt sanh diệt, gồm những buồn vui thiện ác đang diễn ra trong thân tâm này, biết rõ và sống bình thường như mọi người. Nhớ nha, biết rõ cả hai, biết rõ thế giới này nếu mà nó rốt ráo thì nó chỉ là buồn vui thiện ác, chớp tắt sanh diệt liên tục. Thân thì chỉ có đất nước lửa gió, còn tâm là chỉ có thiện ác buồn vui, chỉ có sáu thứ này thôi. Thì biết biết rõ, luôn luôn biết rõ như vậy, luôn luôn biết rõ như vậy. Nhưng mà trong này sống bình thường, sống mình như người ta vậy. Thí dụ như mình là một người học về hóa học, với kiến thức ở trong phòng lab mình biết rõ rằng nước chỉ là H2O, mình biết bao nhiêu thành phần ở trong ly nước chanh, biết hết. Ừ. Biết cái này là đường, cái này là muối, cái này là axit, không? Nhưng mà khi mà mình đi ra đường thì cái ngôn ngữ của mình, cái khái niệm sống cũng phải giống như người ta. Mình vào tiệm mình vẫn kêu ly nước chanh, chứ mình đâu có kêu H2O rồi cộng với cái gì đâu. No, no, no. Đúng là mình vẫn kêu ly nước chanh. Nhưng mà mình luôn hiểu rất rõ ly nước chanh khi nào cần nhé, mình hiểu nó là trong ly nước chanh nó gồm có bao nhiêu thứ. Người tiểu đường nên bớt chanh, người bao tử nên bớt người tiểu đường thì nên bớt đường, người tiểu bao tử thì nên bớt chanh. Đó là trong trường hợp đặc biệt mình áp dụng kiến thức chuyên môn đó. Còn không đó thì ngoài cái giây phút đó ra đó, thì khi mình kêu 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 ly nước chanh mình vẫn kêu nước chanh chứ, mình mới kêu nước chanh chứ mình không có kêu cái từ ngữ gì đặc biệt hết. Nhưng nếu cần mình có nhắn một câu, chị ơi cô ơi ít đường tí, cho tôi ít chanh tí vậy thôi, đá nhiều tí, đá ít tí, thấy không? Đấy, như vậy. Sống như người ta vậy nhưng mà bằng cái kiến thức, bằng cái thức chuyên môn chuyên nghiệp. Rồi nhớ cái đó, nãy giờ mình là nói về cái chữ tưởng á. Phải nghe kỹ bài giảng này chứ không hơi khùng, nghe không hiểu. Thì Đức Phật ngài dạy rằng khi nào vị tỷ kheo sống bằng bảy cái phép quán niệm sau đây thì cái sự tu tập của vị đó có thăng tiến, và nếu mà không bỏ cuộc nửa chừng thì sẽ có những thành tựu ngoạn mục. Yeah. Đủ duyên chứng thánh, mà không đủ duyên thì cũng là hiện tại lạc trú, an lạc hiện tiền và gieo duyên giải thoát cho đời sau kiếp khác. Còn nếu đủ duyên là chứng thánh ngay đời này. Đó là bảy pháp quán niệm. Cái pháp quán niệm thứ nhất đó là vô thường tưởng, gọi là quán niệm là vô thường. Quán niệm vô thường là sao? Quán niệm vô thường có nghĩa là cái là chú giải nha. Chú giải các vị hỏi kinh nào kinh nào, dạ đây là chú giải commentary. Commentary bên Tây kêu commentary, cái commentary là chú giải của Tăng Chi Bộ Kinh, cái phần 10 pháp. Tăng Chi Bộ Kinh thì nó có nhiều chương, chương 1 pháp, 2 pháp, 3 pháp, 5 pháp, 7 pháp, 8 pháp, 10 pháp. Thì đây là cái commentary, cái chú giải của cái phần 10 pháp này. Trong đó giải thích như vậy,
cái bộ đó, bộ chú giải có tên là Manorathadipati nhé. Thì trong đó giải thích thế này. Vô thường tưởng là sao? Các vị biết rồi, Đức Phật có nhiều cách để ngài chia sẻ thế giới và chúng sinh. Tôi nhắc lại, có nhiều cách lắm. Có lúc ngài nói thế giới và chúng sinh nó chỉ là các duyên tụ lại, duyên tụ thì nó có mặt mà duyên tán thì mất đi. Có lúc ngài chỉ gom thế giới vào một chữ duyên. Có lúc ngài chia thế giới ra làm hai thứ, đó là danh và sắc. Có nghĩa là vật chất và tinh thần. Có lúc ngài chia thế giới này ra là ba phần, đó là thiện, ác và vô ký, không thiện không ác. Có lúc ngài chia thế giới này ra thành bốn phần, đó là tâm, tâm sở, sắc pháp. Còn cái niết bàn là nằm ngoài, thấy không? Nhưng mà bốn pháp chân đế. Có lúc ngài chia thế giới này nó ra thành là năm, đó là năm uẩn. Có lúc thế giới này ngài chia thành sáu, đó là sáu căn. Cái lúc ngày chia nó ra thành 12, có nghĩa là 6 căn cộng với 6 trần. Cái lúc ngày chia thế giới này ra thành 18, có nghĩa là 6 căn, 6 thức và 6 trần. Thấy không? Nhớ cái đó. 6 căn là 6 giác quan, còn 6 trần có nghĩa là 6 cái đối tượng của giác quan, còn 6 thức có nghĩa là 6 cái biết dựa trên các giác quan này. Bởi vì chỉ có cái giác quan không thì mình không biết được 6 trần đâu. Phải thêm 6 thức nữa. Thí dụ như con mắt. Mình đâu có đuôi đâu, nhưng mà mình nhắm mắt lại là mình đâu có thấy gì. Phải mở mắt ra thì mình mới thấy được nha. Thì như vậy giác quan không chưa đủ, mà phải có cái điều kiện để cho cái biết của mắt nó có. Tâm chỉ có một, nhưng mà cái tâm mà nó dựa vào cái thần kinh thị giác để nó biết cái hình ảnh màu sắc, thì cái tâm đó được gọi là tâm nhãn thức. Tâm chỉ có một thôi, nhưng mà nó dựa vào cái thần kinh thính giác để mình ghi nhận âm thanh tiếng động, thì cái tâm đó được gọi là tâm nhĩ thức. Cái tâm mà nó dựa vào cái thần kinh khứu giác để nó biết các mùi, thì cái tâm đó được gọi là tâm tỷ thức. Cái tâm mà nó dựa vào cái vị giác để nó biết các vị, thì mình gọi đó là tâm thiệt thức. Cái tâm chỉ có một là biết, là tùy thuộc vào nó dựa vào cái giác quan nào để nó biết đối tượng nào, thì mình gọi tên theo cái giác quan và cái trần cảnh đó, nhớ nha. Rồi. Thì cái quán niệm vô thường là sao? Quán niệm vô thường có nghĩa là hành giả luôn luôn biết rõ rằng tâm thân này nó chỉ gồm có năm, thân tâm chỉ gồm có năm thứ: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc, đây tôi nói vắn tắt này, tôi đã giảng 1000 lần rồi. Sắc tức là cái toàn bộ cái tấm thân sinh học của mình từ trên đầu xuống tới gót chân được gọi là sắc, không? Gồm có tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, mặt, đà, mũ, máu, mồ hôi, phẩn, nước tiểu. Thì cái đó được gọi là sắc pháp, sắc quẩn. Còn thọ quẩn có nghĩa là tất cả những cái cảm giác dễ chịu, khó chịu của thân và tâm. Nhớ cái đó gọi là thọ quẩn. Tưởng quẩn tức là tất cả những kiến thức, khái niệm, kinh nghiệm, hồi ức thì gọi là tưởng quẩn, không? Còn hành quẩn tức là cái khía cạnh thiện ác của tâm. Còn thức quẩn chính là cái biết của sáu giác quan. Đấy, nhãn thức, nhĩ thức. Nhớ nha. Thì năm cái này được gọi là năm quẩn. Năm cái này do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Sự hợp mặt của năm thứ này được gọi là một chúng sinh. Nhớ nha. Thì hành giả nói chung và vị tỳ kheo nói riêng luôn luôn biết rõ rằng năm quẩn này là do duyên mà có rồi phải mất đi. Đó được gọi là vô thường tưởng. Mà đặc biệt là cái có rồi mà mất đi chứ. Có rồi mất đi. Có nghĩa cái thân này mình nhìn mình thấy sáng chiều nó có giống nhau chang, nhưng mà không. Nó không ngừng biến đổi bên trong, nó không ngừng. Có lúc nó về, lúc nó khác. Và tại sao nó không ngừng biến đổi là bởi vì các vị biết rồi. Các cái tế bào nó không có đứng yên. Mấy cái huyết cầu, mấy cái blood cell nó không có đứng yên, liên tục biến động. Để làm chi ta? Để mình chuyển đổi từ cái khỏe sang cái bệnh, từ tuổi trẻ sang tuổi già, từ cái sống sang cái chết. Chứ nếu mà nó đứng yên thì đứa nào bệnh đây? Nó phải biến chuyển chứ. Để cho mình từ cái thằng không tiểu đường nó mới chuyển qua cái tiểu đường, từ cái không cao máu nó chuyển qua cái cao máu, không? Rồi từ cái thằng không có bị tim mạch nó chuyển qua tim mạch, rồi thận, rồi gan, nó phải đổ dốc dần dần để có một ngày
mà không còn xài được cái nào hết, mình lăn đùng ra mình chết ngắt. Đấy, nó phải luôn luôn biến động. Cho nên ngay cả bây giờ mình tập gym, tập fitness, cơ bắp cuồn cuộn 6 múi, 5 múi không, nhưng mà mỗi giờ, mỗi ngày cơ thể không ngừng biến động. Mỗi ngày, mỗi giờ, chứ phải mỗi ngày, mỗi giờ nó phải liên tục biến động, để nó đẩy mình về cái bệnh, đẩy mình về cái già, nó đẩy mình về cái chết luôn luôn và luôn luôn. Anh già phải nhớ như vậy. Rồi cái đó là nó về sát quẩn, cái quán niệm vô thường về 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 thọ quẩn, cũng vậy. Cái cảm xúc của mình nó luôn luôn biến đổi liên tục, mà tại vì mình thất niệm, mình không có ngờ lúc khó chịu, lúc dễ chịu, cả thân và tâm luôn luôn chuyển đổi cảm xúc, lúc khó chịu lúc dễ chịu, đa phần là khó chịu. Vì sao? Rất là dễ hiểu, rất là dễ hiểu tại sao mà đa phần này lại khó chịu. Cái thứ nhất, do tiền nghiệp quá khứ mình bất thiện, mình nó dễ có hơn cái thiện. Đấy, bất thiện nó dễ có hơn cái thiện, cho nên là cái tâm ác nó nhiều hơn tâm thiện, cho nên cái nghiệp ác nó nhiều hơn nghiệp thiện, cho nên bây giờ sinh ra cái cảm giác khó chịu nó phải nhiều hơn cảm giác dễ chịu. Đó là cái thứ nhất, lý do thứ nhất rất là dễ hiểu. Lý do thứ hai, tại sao khổ nhiều hơn vui, là bởi vì mình luôn luôn có cái ý hướng là trốn khổ tìm vui, trốn đắng tìm ngọt. Chúng sanh phàm phu luôn luôn sống trong cái phiền não, luôn luôn, hiểu không? Có người thì often, có người thì always, có người thì often, có người thì sometimes, ba cái đó nhá. Thì cái người tu là cái người sometimes, tức là lâu lâu cũng có đi tìm cái thích, lâu lâu trốn cái ghét, có cái đó là sometimes. Rồi cái người tệ hơn chút là often, có nghĩa là thường xuyên, thường xuyên. Mà cái người mà tệ nhất, súc vật nhất, đó chính là luôn luôn always, trốn khổ tìm vui. Cái người này sống khổ và sống đầy phiền não, nhớ nha, chỉ cần nhớ ba cái chữ này thôi. Ai cũng trốn khổ tìm vui, nhưng mà mình là hành giả thì sometimes, tệ hơn chút là often, còn tệ nhất was chính là always. Nhớ cái đó, cái cảm chứ. Còn mà tại trên đây là lý do vì đâu mình luôn luôn khổ, tại vì mình cứ trốn khổ tìm vui, mà có mấy ai được toại nguyện khi mà trốn khổ, có mấy ai toại nguyện khi tìm vui, có mấy ai toại nguyện được cái điều mình muốn, có ai toại nguyện khi mình né được cái mình ghét. Thế là có hai lý do mà khiến cho cuộc đời này nó máu lệ. Một là cái lòng lành nó khó hơn cái ác tâm, cho nên cái ác nghiệp nó nhiều hơn cái thiện nghiệp. Thế là cái quả khổ nó nhiều hơn cái quả vui, nhớ nhiều đó thôi. Đây là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là mọi thứ nó luôn vô thường, mà mình thì mình muốn tưởng lại vô thường ấy. Cái ngọt mình cứ mong là nó ở hoài đừng mất, mà cái đắng mình muốn nó đi sớm đừng có trụ lại nữa. Mà thế giới thành thế giới vô ngã, mọi thứ nó do duyên mà có, chứ không phải là do ai đó an bài sắp đặt, thu xếp, dàn xếp, không. Thế là mình cưỡng lại cái luật vô ngã, mình cưỡng lại cái luật vô thường. Thế là chỉ cái nỗi cái ý niệm mà cưỡng lại là đã là khổ rồi nha, cưỡng lại là khổ rồi. Cho nên hành giả luôn luôn sống bằng cái quán niệm thứ nhất, đó là mọi thứ là vô thường, khổ cách mấy rồi cũng qua đi, sướng cách mấy rồi cũng qua đi, đắng ngọt cách mấy rồi cũng qua đi. Hành giả phải liên tục như vậy. Và tôi phải nói một cái chuyện nó hơi nhức đầu thế này, rất nhức đầu mà rất là cốt lõi cho quý vị, đó là chỉ riêng cái pháp môn quán niệm vô thường này thôi, nếu một người thường xuyên sống trong đó thì tất cả những ước vọng, những hy vọng, những hoài vọng, những hy cầu, những mong đợi trong thế giới này sẽ dẹp mất. Những cảm hứng của chúng ta về âm nhạc, về hội họa, về tình yêu, về kiến trúc, về sự nghiệp, không, về tình cảm, về danh phận, về thân phận, nó là bèo bọt, nó là mù sương, nó là phù phiếm, buồn cười, nó trẻ con. Nếu mà thường xuyên sống trong đó, và cái miệng mới thoạt nghe qua cái miệng nghĩ là đạo Phật quá bi quan, no. Đạo Phật dạy chúng ta sống chung với lũ, đạo Phật dạy chúng ta chấp nhận sự thật, và nhờ vậy mình được an lạc và được tự do. Đây, mình cứ cưỡng lại, mình cưỡng lại cái dòng chảy vô thường vô ngã đó, và mình mong rằng mọi thứ nó như mình muốn. Thế là mình khổ. Còn đằng này mình sống chung với lũ là nó vô thường,
mình thấy được, chứ không phải chấp, mình sẽ chấp nhận thì nghe nó tiêu cực, mà phải là mình thấy được nó và sống với cái sự tỉnh táo đó, sống với cái nhận thức thông suốt đó. Thì cái thấy đó nếu mà đủ duyên ba la mật ấy, nó cho mình cái thánh trí để thấy rằng thế giới này nó luôn luôn nó chớp tắt, cho nên nó mới có cái thuật ngữ gọi là vô tướng giải thoát, nghĩa là hành giả luôn, khi mà hành giả thường xuyên liên tục mà sống trong cái sự quán niệm vô ngã vô thường thì hành giả không còn có cái khái niệm người thú đẹp xấu đâu, chỉ thấy chớp tắt chớp tắt chớp tắt. Thì với cái thấy hành giả không thấy có cái gì để thích và ghét, hành giả thấy rằng mọi hiện hữu chỉ là khổ, mà cái khổ đây nó là khổ bản chất. Khổ đây tôi nói rất là nhiều lần, khổ nó có hai nghĩa, khổ cảm giác và khổ bản chất. Cái người mà gọi là thiếu trí, mà hạng nặng ấy, thì họ mong mà đợi và hy vọng cuộc đời này là hạnh phúc. Hạng khá hơn một chút thì nó thấy cuộc đời này là lúc khổ lúc vui. Nhưng mà đến cái lúc ở một cái bậc thượng trí đó, thì họ thấy rằng không có khổ vui mà chỉ là chóp tắt đắng ngọt đó. Họ lúc giờ nó là một. Giống như tôi rất là nhiều lần tôi nói, cái hạn mà thiếu trí nó chỉ có khổ và vui, chỉ biết có khổ vui, sướng khổ, dễ chịu khó chịu. Cái hạn khá hơn một chút thì nó biết rằng đây là thiện, nó còn phân biệt thiện ác, cái nào nên nào không nên. Và cái hạn mà cao cấp nhất chính là nó luôn luôn sống trong nhận thức rằng thiện ác buồn vui đều chớp tắt chớp tắt. Và cái ở cái hạn này trên hình thức quay phim chụp hình, nó rất giống cái hạn thứ hai. Hạn thứ hai là vì trốn khổ tìm vui nên hành thiện lánh ác. Còn cái hạng thứ ba nó cũng hành thiện lánh ác, nhưng không phải mục đích để trốn khổ tìm vui, mà là để dứt hẳn cái sự hiện hữu ở đời. Cái kia là trốn khổ tìm vui, nên là đối với họ cái vui nó vẫn còn là cái gì đó có thể tin cậy được, tín nhiệm được, gửi gắm được, trao thân giao phó được. Mà cái hạng thứ ba cao cấp nhất, họ vẫn hành thiện lánh ác. Họ hành thiện vì họ không thể sống ác nha. Cái hạng thứ hai đó là họ hành thiện lánh ác chỉ vì họ muốn trốn khổ tìm vui. Đa phần 99,9% phật tử là lọt cái hạng thứ hai này, hành thiện lánh ác để trốn khổ tìm vui. Muốn kiếp sau sinh ra đừng có nghèo, muốn kiếp sau sinh ra được đẹp, được giàu, được nổi tiếng, được danh phận, lập 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 lạc. Ngay cả miệng nói cầu giải thoát nhưng mà cũng muốn trước khi đắc đạo đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi. Đấy, đó là hạng thứ hai. Nhưng mà riêng hạng thứ ba thì không, vì họ ý thức cái rất rõ mọi thứ nó chỉ có chớp tắt thì thiện ác buồn vui chỉ là chớp tắt. Họ hành thiện lánh ác để không còn sống trong cái cảnh chớp tắt đó nữa. Đó, nhớ cái đó, cái vô thường tượng là vậy. Cho nên chỉ riêng cái pháp môn vô thường tượng, chỉ riêng cái pháp môn này thôi đủ để xô đổ và đánh ngã tất cả những cái hoài niệm, những hoài vọng, hy vọng chờ đợi về thế giới, hoài vọng, hy vọng và ước vọng về thế giới. Mình thấy cái gì cũng vô nghĩa hết. Hồi đó giờ mình thích cái gì đó, buông. Phải buông. Mà tại sao phải buông? Đừng có bắt chước, người ta nói gì cũng két. Nó tu là buông. Mà phải hiểu tại sao buông. Vì thực ra không có gì để mình nắm. Không có gì đáng nắm và không có gì để nắm. Nhớ cái này, tới chết phải nhớ câu này. Không có gì đáng nắm và cái thê thảm nhất là không có gì đáng nắm và không có gì để nắm. Vì nó cứ chấp tắt. Có ai mà vốc nước giữ được cái vốc nước trong lòng tay? Cát kìa, một bụm cát mà mình nhúc nhích là đã tuột qua kẻ tay. Nói gì là nước, nói gì là gió, nói gì là nắng? Có ai mà lấy cái bàn tay để mà vốc, để mà bụm nắng được không? Nước, nắng, nước, gió và cát. Mù sương. Nắng, nước, gió, cát và mù sương. Có ai mà lấy bàn tay mà bụm mà cho nó đầy vóc năm thứ này không? Trong đó cát thì còn hy vọng tí, nhưng mà chút thôi, chứ còn mà kêu bụm cả ngày thì cũng khó lắm. Khó lắm. Không, khó lắm. Rồi tới nước thì thời gian nó ngắn hơn. Rồi còn ba cái ai mà nắng, gió, mùi sương thì lấy tay nào mà bụm, tay nào mà cầm nắm, tay nào mà nắm níu, tay nào mà ôm choàng lấy được nắng, gió, mùi sương. Thành giả phải thấy như vậy đó, phải thấy như vậy đó. Thì trước mắt bớt được
cái thích và cái ghét. Mà cái thích ghét nó vắng rồi, lập tức an lạc. Nên nhớ, mục đích của đời tu không phải để an lạc. Tôi khẳng định 1000%. Mặc dù nói làm đúng là Phật sẽ được an lạc, nhưng cái mục đích cao nhất của đạo Phật không phải là an lạc. Mặc dù nãy tôi có nói rồi, an lạc, hạnh phúc nó có hai: hạnh phúc đời và hạnh phúc đạo. Hạnh phúc đời là thích cái này, thích cái kia, tránh được cái ghét, có được cái thích. Còn hạnh phúc đạo là buông được cả thích và ghét. Nhưng mà trên cái đó nữa là không còn hiện hữu, không còn tái sinh nữa, thì mới được xem là an lạc trong sáng, phải không? Nhưng mà ít nhất mình cũng được ở loại an lạc thứ hai, cái là an lạc của người không có hy cầu, không có trốn chạy, không có theo đuổi cái này mà trốn chạy cái khác. Tôi nhắc lại, làm đúng lời Phật dứt khoát, hiển nhiên, đương nhiên, cố nhiên, mặc nhiên là được an lạc. Nhưng sự an lạc ấy chỉ là một cánh hoa trên đường đi, chứ nó không phải là cú cánh cao nhất của cuộc tu. No, never. Nhưng mà có một điều hãy nhớ, làm đúng lời Phật thì được an lạc. Và sự an lạc ấy không phải là cú cánh cao nhất. Bởi vì sao? Vì mỗi thứ là vô thường, có rồi phải mất đi. Thành giả luôn nhớ như vậy, để thứ nhất là lánh ác hành thiện, thứ hai buông sạch. Mà phải hiểu tại sao buông, là bởi vì không có gì để nắm và không có gì đáng để nắm, không đáng nắm và không có cái để nắm. Nhớ cái đó. Đó gọi là quán niệm về vô thường. Quán vô thường trong năm quẩn cũng là thấy được vô thường trong năm quẩn, thì cũng là thấy được sự vô thường của vô số chúng sinh, của vô lượng vũ trụ, thấy đều nằm ở trong sự vô thường ấy. Không có gì nằm ngoài cái nguyên tắc chớp tắt. Cái này được thay thế cho cái kia, cái này phải nhường chỗ cho cái nọ. Thành giả luôn thấy như vậy. Toàn bộ những khổ đau sẽ được giải quyết ngay trong cái pháp môn quán niệm vô thường. Tất cả những trông đợi, những hoài vọng cũng sẽ được dẹp sạch, được tẩy xóa bởi quán niệm vô thường. Lúc đó mình mới thật sự là cánh chim tung bay giữa trời rộng. Tôi nhắc lại, làm đúng là Phật là an lạc, nhưng sự an lạc ấy không phải là cú cánh cao nhất của cuộc tu, mặc dù nó nên có. Cho đến bao giờ chứng thánh thì nó nên có, đúng. Nhưng mà khi chứng thánh rồi, hành giả thấy rằng tất cả mọi cảm xúc chỉ là mù sương. Đó là quán niệm về vô thường. Cái thứ hai, quán niệm về vô ngã là sao? Ở đời không có cái gì là một. Vô ngã ở đây không phải là nothing. Vô ngã ở đây không phải là không có gì. Không phải. Mà vô ngã đây là không có ai, không có đứa nào, thằng nào, con nào. Vô ngã có nghĩa là vậy. Chứ vô ngã đây không phải là nothing, không phải là không có gì. Nó có chứ, nhưng mà nó có trong cái hình thức chớp tắt. Cái thiện nó luôn luôn vô thường, cái ác nó luôn luôn vô thường. Mà thiện ác nó là nhân. Thì cái quả là gì? Là buồn vui. Mà cái nhân là thiện ác, nó là vô thường vô ngã. Thì cái nhân ấy, là thiện ác nó đã vô thường, thì cái quả buồn vui nó cũng là vô thường. Ở đây là không có một ai, một đấng nào mà an bài, và cũng không có một cái cá thể nào, một cái cá thể nào, cái personal nào mà làm ấy. Mà tất cả là do duyên, do tiền nghiệp, khuynh hướng tâm lý và môi trường sống mà có thiện có ác, không? Mà cái thiện lúc có lúc không, phải không? Không có cái thiện cái ác nào mà nó tồn tại quá một sát na. Có một điều là khi mình cái ác mà nó có đủ để mình làm bậy đó, thì một cái sát na ác đó nó xuất hiện nhiều lần. Mình có thể mình nổi giận trong 1 giờ 2 giờ để mình đâm chém đánh đá chửi bới trong 1 2 giờ đồng hồ, phải không? Rồi mình tưởng là nó có một cái ác kéo dài như vậy không? Đó là vô số cái sát na bất thiện tiếp nối với nhau để làm nên chuyện đó. Cái ác trước nó biến mất để nhường chỗ cho cái ác sau. Cái nhân nó vô thường. Rồi đời sau sinh ra đó, mình có một cái tấm thân, một là yếu mệnh, hai là bệnh hoạn, xấu xí do cái quả của cái hành động mà sát sinh tạo hành ngày xưa đó. Thì cái tấm thân xấu xí và đau đớn bệnh hoạn ấy nó cũng liên tục vô thường. Cái nhân ngày xưa nó vô thường và cái quả bây giờ cũng vô thường. Rồi cái thiện cũng vậy. Có được 1 giờ đồng hồ có thiện tâm để làm thiện, mình tưởng là có một cái thiện kéo dài suốt 1 tiếng đồng hồ. No. Vô số cái sát na thiện tâm nó tiếp nối liên tục để nó làm nên 1 giờ đồng hồ thiện tâm. Và trong suốt thời gian đó, thân và tâm của chúng ta, mình gọi là chúng ta đó, thật ra là cái khối danh sách này nè,
nó liên tục thay đổi. Trong lúc một giờ đồng hồ mà quý vị quỳ tụng kinh, nghe pháp, ngồi thiền, cúng dường dân y, lặp lặp lặp, trong một giờ đồng hồ đó, thân và tâm này nó không có phải đứng yên mà nó biến đổi liên tục. Cái mình gọi là tôi, gọi là chúng tôi, quý vị, các anh, các chị, các cô, các chú, nó thật ra nó chỉ là một cái giả danh. Nó được dùng để ám chỉ cho một khối tổng hợp của vô số điều kiện, nhân duyên, danh sắc, nó sanh diệt không ngừng. Nhớ cái này, ở đây không có một cá thể nào hết, nên được gọi là vô ngã. Là vậy đó, vô ngã không phải là không có gì, mà là không có ai, không có người nào. Nhớ nha, nó là không phải là nothing, mà nó là no, nobody. Nhớ cái đó. Còn cái chuyện mà mình thấy rằng mình nãy thiện, bây giờ cũng thiện, no, cái đó là similar, similar not the same, giống chứ không phải là một. Similar not the same, nhớ nha, giống chứ không phải là một, là đặc biệt rồi. Hãy thấy như vậy. Như vậy cái vô ngã vô thường nó không rời nhau. Khi mình sống rốt ráo với cái nhận thức về vô thường thì cũng có nghĩa là mình đang sống rốt ráo với nhận thức về vô ngã. Nhớ cái đó nha. Bởi vì khi mà mọi thứ nó là chốc tắt, cái sau nó nhường chỗ cho cái trước, cái sau nó được thế chỗ bằng cái trước, cái trước nó phải, nó được thế chỗ bằng cái sau, phải không? À, thì coi như là mình sẽ thấy ở đây là một khối mù sương, nó là một đống cát. Và chết là gì? Chết là cái sự rời rã của một nấm cát, của một đống cát, chỉ vậy. Và đương nhiên mấy cái này nghe vậy thôi, à, còn muốn thấm thía là phải thực tập lời Phật. Nói một cách gọi là nhẹ nhàng nhất, lời Phật giống như ly cà phê vậy đó. Bây giờ anh có đọc 1 triệu trang sách về cái mùi cà phê, vị cà phê, chịu thua, anh phải uống cà phê, một muỗng cũng được, có đường thì ngon rồi đó, dễ uống hơn, nhưng mà nó không có thấy được cái mùi vị thực sự của cà phê. Mình tu tập toàn là uống cà phê giảo, cà phê nước 2, nước 10, mà lại bỏ đường, rồi còn vừa bỏ cream, rồi bỏ tùm lum hết. Việt Nam cũng có cà phê trứng cho mấy người pha tùm lum vô thì mình không còn cảm được cái cà phê nguyên chất nữa. Nó hay đắng, như ở đây có cái espresso, nó ít thiệt, nhưng mà uống một miếng nào ra miếng đấy. À, cái cà phê mocha, rồi arabica, cái gì uống tôi là biết mùi rất rõ, espresso uống rất rõ, uống nguyên chất. Thì tu thiền chính là uống cà phê nước một và uống không có pha chế, nó có làm sao giữ nguyên để uống. Còn mình đó thì mình vì mình không đủ gan uống cà phê nguyên chất, phải bỏ đủ thứ gì hết. Và khi bỏ đủ thứ vô thì cái hương vị cà phê nguyên thủy mình biết. À, nhớ nha. Cho nên tu tập cái pháp, cái quan niệm thứ hai đó là gì? Là thấy mọi thứ là do duyên mà có. Ở đây không có một cá thể, không có một cái gì là một. Nhớ nha, không có gì là một. Kể cả cái gọi là tôi, gọi là thằng Tí, thằng Tèo, con Lan, con Hương, con Cúc, con Đào, con Yến, con Thúy, con Phượng, thì tất cả đều là giả danh để gọi cho một nắm cát. Một nắm cát. Thì cái hiểu này được gọi là vô ngã. Nhận thức về cái tính vô ngã là vậy đó. Và ở đây ai có học về giáo lý duyên khởi thì tôi mới nói được. Cái gọi là dòng luân hồi nói chung và cái gọi là đời sống của mọi cá nhân nói riêng, nó chỉ là một dòng chảy của duyên khởi thôi. Đấy, tức là do thay sáu ái, do vô minh và do tham ái đời trước, bây giờ mình mới có cái thân tâm này. Và với cái thân tâm này chúng ta lại tiếp tục đầu tư cho một cái thân tâm khác. Một cái đời sống 100 năm, 70 năm của mình, nó chỉ là một dòng chảy của nhân và quả. Trên cái nền quả kiếp trước, chúng ta tiếp tục tạo nhân mới cho kiếp sau. Cứ vậy, liên tục trong từng giờ, chúng ta là một nắm cát. Cái nắm cát này trong đó nó có một phần là do tiền nghiệp quá khứ, một phần là nỗ lực hiện tại. Đấy, thì cái mới và cái cũ này nó cộng đời để nó tạo ra cái đời sau kiếp khác. Thì hành giả luôn luôn ghi nhận như vậy. Hành giả thấy rằng do các duyên mà có thiện ác, có buồn vui. Bây giờ biết Phật Pháp rồi, luôn luôn sống trong cái nhận thức như vậy để không có tiếp tục vọng tưởng vọng niệm nữa. Mà cái này mới khó nè, cái này hay khó, đặc biệt đối với hành giả tín niệm xứ. Nên nhớ, ngày xưa mình tưởng là tôi thế này, tôi thế kia, mình rừng có ông A bà B, mình mới có thương, có thích, có ghét, có sợ. Nhưng bây giờ thì chỉ còn 64 niệm xứ,
chỉ có hơi thở vào ra, chỉ có những động tác hoạt động, chỉ có những cảm xúc buồn vui, chỉ có những tâm trạng thiện ác, chỉ vậy thôi, chứ ở đây không có ai. Tuy nhiên cái này mới là cái khó đó. Quán niệm vô ngã là sao? Mình nhìn mình như là mình nhìn một người khác. Cái là Phật nói, phải tôi nói trong Kalama 4, chúng tôi đang tiến hành để thực hiện Kalama 4, không? Trong đó có một bài kinh Phật dạy, hãy nhìn mình giống như mình đang đứng, mình nhìn một người ngồi, đang ngồi nhìn một người nằm, đang nằm nhìn một người đang đi. Mình phải quan sát mình á. Chứ còn mà tôi thế này, tôi thế kia, cái là mình nhìn mình như, từ góc độ của mình á, thì thứ nhất là nhìn không rõ, thứ hai cũng tiếp tục sống trong ý niệm ngã chấp. Còn cái này đó là mình nhìn mình giống như mình nhìn một đứa khác, phải trung thực, phải trung thực, không, trung thực, phải có cái gan thấy thấy mình đang như vậy. Ví dụ như nhiều người bị cái bệnh này, tôi không có ganh tị, nhưng mà tôi thấy sư đối xử với cô đó vậy là quá. Cổ đâu có làm gì cho chùa đâu. Mà cái bức tượng Phật đó sư đi xa về sẽ cho cổ như vậy. Cổ đâu có giúp cho chùa, cổ làm biến, cổ vô cổ đi chùa, cổ còn nhiều chuyện năm tộc. Bức tượng nó tượng quý, bức tượng nó thơm phức, rồi mấy cái gỗ gì mà đẹp lắm, tượng chỉ bóng lưng. Suy nghĩ, suy trụ trì nghĩ sao đem cho cổ. Mình khó chịu, mình biết đó là ganh tị. Còn cái sâu chuỗi đó, mình chưa kịp sinh cái ông nội nó nhào vô khen cái gì đem gì cho. Mà ông đâu có tu hành gì đâu. Đôi khi mình ngồi thiền cũng cần có cái gì đó mình để trên tay cho nó có màu, cho nó có nét, không? Chưa kịp gì hết, cái giả thấy đẹp cái giả sinh. Mình không có ngờ, rồi cái dĩa trái cây đó, trưa nắng chang chang mình đi gác đồ cho vô nặng muốn chết, vô cái dĩa trái cây tủ lạnh lạnh ngắt tính ăn, cái bà nội nó nhào lên cái sinh. Mình không nghĩ đó là ganh tị. Mà mình không nghĩ rằng ganh tị với bụng sỉnh nó gắn liền nhau. Nó là một cặp. Ganh tị bụng sỉnh nó là một cặp. Đó là kinh nói với tôi nữa. Kinh Đế Thích Sở Vấn nó nói như vậy đó. Để ganh tị bụng sỉnh nó là một cặp. Đế Thích Sở Vấn trong Trường Bộ nha. Là sao? Bụng sỉnh ấy, cái từ xưa mình đọc là mình người Việt Nam, Phật tử Nam Tông gọi là bỏng sẻ. Cái từ này ngoài đời có người không hiểu. Nhưng mà nó bụng sỉnh thì nhiều người hiểu. Bụng sỉnh có nghĩa là không muốn mình mất gì. Còn ganh tị là không muốn người ta được gì. Nhớ cái đó không? Nhắc lại nha, bụng sỉnh là không muốn người ta, không muốn mình mất cái gì. Còn cái ganh tị là không muốn người ta được cái gì. Chỉ có được với mất, chỉ vì ý niệm được mất đó. Mà thế giới này đại loạn, trở mặt với nhau, tương tranh đó. Thì hành giả đó phải có cái gan thấy, thì đây là ganh tị nè, đây là bổn sẻ, đây là sân nè, đây là tham nè. Biết rõ. Chứ còn mà tìm cách đủ thức được thứ để mà tô hồng chút lục, nó tôi là tánh công bằng, tôi thấy đó, tôi đồng ý, tôi nói sai, sai, sai bé. Thế giới không có công bằng. Thứ nhất, thế giới nó có do cái duyên gì đó để cho chuyện nó xảy ra, chứ không phải ngẫu nhiên, vô duyên, tình cờ mà chuyện nó xảy ra. Mọi thứ nó đều do cái duyên thích hợp mới có. Như vậy thì bản thân cái duyên đó được gọi là sự công bằng của vũ trụ. Có điều mình không chấp nhận được cái duyên đó, mình gọi là bất công. Tại sao mà sư trụ trì đối xử như vậy? Tại sao sư phụ đối xử như vậy? Tại sao thầy đối xử như vậy? No, no. Nó có duyên hết, nó có duyên hết mà mình chấp nhận được đó. Thế là vì cái ý niệm được mất, muốn cái này sợ cái kia, chính những cái này nó cộng là nó làm ra cái ganh tị và bụng sỉnh, mà mình không có gan, mình cứ đều đi đòi công bằng không. Mà bản thân cái duyên nào mà nó tạo ra cái chuyện đó, nó thúc đẩy cái chuyện đó, bản thân nó là sự công bằng rồi. Mà mình hiểu sự công bằng, hiểu theo nghĩa của mình là mình phục vụ chùa, mình có công với Tam Bảo, với sư phụ, không? Thì bây giờ sư phụ phải làm gì vậy với mình, mình là công bằng, nổ đó là cái công bằng tào lao, cái công bằng trong cái ý niệm xã hội, trong cái nhận thức của con người phàm phu. Chứ còn cái theo lực của vũ trụ đó mới là công bằng, chưa chắc. Bởi vì có nhiều thứ thấy nó kỳ lắm, nhưng mà xét sâu xa nguyên do nhiều đời nhiều kiếp cộng với hiện tại thì chỉ là chuyện bình thường. Có nhiều người nó ác như quỷ vậy đó, mà đời nó sướng như tiên vậy đó. Còn nhiều đứa nó lành như bụt vậy đó, mà đời nó khổ như quỷ. Mình thấy bất công. No. Một là tiền nghiệp quá khứ, hai là cái môi trường sống hiện tại cộng với khuynh hướng tâm lý, tin tôi đi. Còn ba cái đó nó mới khiến cho một người khổ hay là vui.
Chứ còn riêng cái chuyện mà cái thằng đó nó ác thì nó mới có mình thấy trên mặt nổi đúng nó ác thiệt, tại sao nó đời nó sướng. Cái chuyện nó ác này, cái chuyện mai mốt nó trả quả đó, cái chuyện chuyện của nó. Nhưng mà trước mắt tại sao nó được sung sướng? Mình cứ nghĩ đó là một cái bất công. Tại sao một cái người hiền thiện như vậy mình tại sao là đau khổ? Mình nghĩ đó là bất công. Nó có vô số cái điều kiện nhân duyên để dẫn đến cái nụ cười và nước mắt của mỗi người, giọt lệ và nụ cười của mỗi người, nhớ. Và tại vì mình thấy hết, mình cứ thấy có một góc nhỏ xíu, chỉ thấy được có một phần tỷ, chứ không phải một phần triệu nha, mình chỉ thấy được có một phần tỷ, thế là mình gọi nó là bất công. Mà trong khi xét trên lý vô ngã đó, mình hãy nhìn mình như là một nhìn người khác, thì mình mới thấy được nhiều chuyện, mình thấy đó là bất thiện. Bây giờ bản thân mình thấy, no, tôi là người đấu tranh cho công bằng, no, no. Bây giờ anh đừng có nhìn anh như là nhìn mình, mà anh hãy nhìn anh như là một nhìn đứa khác. Anh mới thấy rõ ràng ganh tị, cái này 1000% là ganh tị, không phải 100% nha, không phải 100%, mà là 1000%, gọi là bao đúng luôn. Chị ta có chỉ bao rồi, bao đúng luôn. Như mua sầu riêng mà bao ngon, gọi là bao đúng luôn, bao đúng, tức là 1000% là ganh tị này. Mà khi mình nhìn người ta, mình thấy chuyện người mình sáng, chuyện mà mình quán là vậy đó. Vậy đó. Mà tôi tu tập quán niệm vô ngã là sao? Là thấy ra những khía cạnh này. Thứ nhất, mọi thứ là một cái tổ hợp của các duyên, của chư duyên, cộng hưởng, cộng sinh, hợp tác, kết hợp, nối kết để nó hình thành ra cái gì đó, ra người, ra vật, ra sự việc. Ở đây vô ngã phải là nothing, mà là nobody. Nhớ nha. Thứ hai, hành giả quán niệm vô ngã là hành giả nhìn mình một cách khách quan, giống như nhìn một dòng nước chảy. Trên đó có các vị, nãy giờ các vị vẫn còn có người hơi hiểu lầm chỗ này. Nó nhìn mình như là một nhìn của người khác, như vậy thì vẫn tiếp tục có ngã. No, ở đây là ngài nói cái ý thế này, lại khách quan á, nhớ nha. Nhìn mình như là nhìn người khác là ngài chỉ nhấn mạnh cái chữ khách quan, chứ không phải là khiêng cái ngã ở đây đem liền ra ngoài để cái ngã ra trước mặt. No, nghĩa chuyện nó xúc vật lại. Mà ở đây ngài dạy mình cái chữ khách quan á, khách quan. Cho nên để tránh cái chuyện người, bây giờ tôi nói vào cái dòng nước thì thật ra cái ví dụ đó rất là gượng, nhưng mà bây giờ biết nói chuyện mà không có ví dụ sao nói không? Thì mình quan sát mình giống như mình quan sát một cái dòng nước vậy đó. Cái tâm thiện nó xuất hiện, mình biết có một đóa hoa nó đang trôi ngang. Rồi mình cái tâm bất thiện biết là có một cái đống, có một cái xác thú nó đang trôi ngang, có một cục phân nó đang trôi ngang, như vậy. Niềm vui, nỗi buồn, thiện ác, tất thảy chỉ là những phiêu vật trên cái dòng chảy không ngừng đó thôi. Ở đây chỉ là một dòng chảy, như nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói, ngày chưa biết đạo mình thấy mình là một dòng sông, mình là một vật dài vô tận. Cái vật đó kéo dài trong suốt 70 năm, 100 năm, một cái vật dài, thấy không, một dòng sông, một vật dài. Nhưng mà khi biết đạo rồi, mình thấy mình chỉ là từng đốm thôi. Hồi xưa là một cái line, endless line, endless line. Bây giờ mình thấy mình là spot, tức là từng đốm thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui. Nhưng mà khi mình tu tập tứ niệm xứ mà đến mức mà rốt ráo thì nó không phải là đốm, mà nó là chấm, nó là dot, dot, dot. Có nghĩa là như nhiều lần tôi nói, một bức tranh mà phóng lớn nó ra thì ở đó bao nhiêu cái mặt mũi yêu kiều bá mị, thiên kiều bá mị không còn nữa. Mũi dọc dừa rồi, môi trái tim trái ấu không còn nữa, không còn, mắt bồ câu con đậu con bậy không còn nữa. Bây giờ khi mà cái tấm ảnh mà mình phóng lớn nó ra, nó chỉ còn là những chấp thì cũng vậy. Hành giả buổi đầu đó, khi mà chưa, cái người chưa tu tập gì hết, thấy mình là một cái dòng chảy kéo dài suốt 100 năm. Biết đạo rồi chỉ là từng cái spot, spot, từng đốm lớn. Nhưng mà tiếp tục tu tập nữa thì mình chỉ là những cái dot, những cái dấu chấm, thiện ác buồn vui, thiện ác buồn vui, nó ghép với nhau. Và trong nhiều đời nhiều kiếp vô lượng là tử sinh, trong cái cuộc tử sinh trường mộng, mình cứ nghĩ có một cái tôi cái ta, thế là nó có thích và ghét. Mà hôm nay các vị nghĩ tôi không phải là thiền sư, các vị nghĩ tôi không phải là hành giả, tôi lấy tư cách gì tôi hướng dẫn các vị cái này. Thế là tiếp tục sống như cũ, sống trâu bò như cũ. Trong khi người ta ra sao kệ người ta, nhưng mà cái chuyện về mình thử mình nghĩ cứ đúng như vậy. Thì thấy nó là một đống cát, người nó nhẹ lắm. Và nhớ thế này, không ai trên đời có thể lấy tay mà vấp cát
nước suốt một ngày, cát rồi, nước rồi, sẽ len vào cả tay mà đi sạch. Nói gì là nắng gió và mùa sương, cứ nhớ bao nhiêu đó thôi. Đời không có gì đáng để nắm, và muốn nắm cũng không được. Nhớ như vậy, đó là vô ngã, vấn đề vô ngã. Biết mấy giờ nữa, biết nữa. Thôi, nghĩ là này, bảy pháp giảng, giảng đúng, đúng hai pháp là hết giờ rồi. Chúc các vị một ngày vui, và hẹn lại tuần sau. Đừng ham nghe nhiều, nghe ít, mà sâu, mà rộng. Ok. Thấy cái mặt ông buồn ngủ lắm rồi. Tôi giảng tôi còn buồn ngủ, nói vậy. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người ta thích nhập định. Với nhập định là một hình thức mà cái là im lặng hay nhất, không ai trách mình hết. Ok, chúc các vị một ngày vui. Hôm nay là một ngày rất là bận rộn của tôi. Ok, chúc các vị một ngày vui. Chúng con tri ân sư và hẹn lại sư tuần sau sư ha. Dạ rồi, tuần sau. Sa thứ sư, sa thứ. Dạ, như vậy là kết thúc buổi giảng của sư hôm nay. Và trên tay của Nhân thì Nhân đã có đầy đủ 3 cuốn kinh nhật tụng của sư. Trong đây tất cả các bài mà sư giảng đều có trong đây hết đó quý vị. Cuốn 1, cuốn 2, cuốn 3 và chuẩn bị ra cuốn 4. Và cuốn thứ 5 là kết thúc toàn tập nhật tụng Kalama. Nếu mà quý vị cần những cuốn sách này thì quý vị liên lạc với cô Tuyết bên Việt Nam ở trên web cái YouTube kênh của mình đó, thì anh Kiên có để chi tiết của cô. Mọi liên hệ quý vị liên hệ với cô Tuyết nha quý vị. Nhân và anh Kiên cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau, pháp thoại kỳ sau của sư. Kính chúc quý vị buổi tối bình an. Chào anh Kiên, chào mọi người. Recording stopped.